được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Harry Won khoe ảnh tình tứ mừng sinh nhật trấn thành tại Hàn Quốc. Lại một lần nữa, Harry Won gửi lời yêu thương đến ông xã vì đã nắm tay cô, để cả hai có được hạnh phúc tới tận bây giờ. Vợ chồng Harry Won trấn thành là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Thay vì dành cho nhau những lời ngọt ngào, cả hai lại có một sở thích trêu chọc nói xấu lẫn nhau trên sóng truyền hình. Ngày 5 tháng 2 chính là sinh nhật của trấn thành. Trên trang cá nhân, Harry Won đã dành lời chúc ngọt ngào đến ông xã. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2020 này, cũng là 4 năm cặp đôi đã cùng nhau đón Tết. Cả hai đang tận hưởng những ngày vui vẻ bên xứ sở kim chi. Harry Won và ông xã Trấn Thành đi du lịch Hàn Quốc. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Harry Won vừa đăng tải hình ảnh không thể tình cảm hơn với Trấn Thành ở nơi trượt băng tuyết, kèm lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào gửi tới ông xã. Theo đó, nữ ca sĩ cùng chồng diện đồ len ấm và giày bốt nơi xứ lạnh. Dòng canh cứ đi đi nhắn: "Hello chồng yêu, hôm nay là sinh nhật đầu tiên tại Hàn Quốc của chồng. Mong chồng vui vẻ hạnh phúc, năm sau và năm sau nữa cứ nắm tay chung vậy anh nhé." Trấn Thành hạnh phúc khi năm nay được đón sinh nhật tại nơi quê hương của vợ. Nữ ca sĩ không quên thể hiện tình cảm đến ông xã trong khung hình có chú tuyết. Trên Instagram cá nhân, MC Trấn Thành đăng tải loạt ảnh diện đồ hanbok cùng vợ kèm lời viết: "Đón sinh nhật ở tuổi 33. Sinh nhật thứ 33 rồi đó, già tới nơi rồi. Năm nay thành công hơn nữa để giúp đỡ nhiều người hơn nữa nha xin. 1000 kế hoạch phải thực hiện, cố lên nào, chạy thôi." Trấn Thành chia sẻ ảnh cùng vợ trong trang phục truyền thống. Hoa hậu Thu Hoài chúc mừng sinh nhật anh xin. Nhân ngày đón tuổi mới của người bạn thân thiết, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài cũng không quên viết những dòng chia sẻ gửi đến Trấn Thành. Cụ thể, người đẹp cho biết, nam MC là người sống rất tình cảm, hào phóng giúp đỡ bạn bè. Cô viết: "Hôm nay là sinh nhật Asin, đứa bạn vong niên mà tôi cực kỳ yêu quý. Tôi sẽ không chúc tụng nó mấy lời màu mè, xến xúa dịp này, bởi tôi biết nó vốn không thích vậy. Còn tôi thì nghĩ có nhiều cách thể hiện tình cảm hơn là những lời chúc giống hệt nhau. Quen biết và làm bạn cùng, nó là một trong những điều tuyệt vời nhất tôi có được tại showbiz phức tạp này. Không phải vì nó là ngôi sao top 1, top 2, không phải vì nó đang là celeb giàu ảnh hưởng nhất làng giải trí, mà vì cách nó đối xử với những ai nó coi là bạn. Không có ngôi sao nào hết, không có khoảng cách nào hết, chỉ có niềm vui, quan tâm và sự chân thành." Hoa hậu Thu Hoài khẳng định cô và Trấn Thành hợp nhau mọi tính cách, dành lời có cánh cho người bạn của mình biết quan tâm, luôn hòa đồng, dù bất cứ cuộc vui nào. Người đẹp còn chia sẻ ông xã Harry Won hào phóng, đi từ thiện không ồn ào. Nói đủ lầy để giành bằng được chai nước hoa yêu thích, nhưng lại đủ hào phóng để sẻ chia những thứ đồ giá trị của mình. Nó không ồn ào từ thiện giúp đỡ, nhưng luôn là nghệ sĩ tử tế và nhiệt thành nhất với những mảnh đời khốn khó. Không phải vì nó giàu, rất nhiều người giàu hơn nó giàu tình cảm, giàu sự cảm thông, lòng trắc ẩn hơn hầu hết mọi người tôi từng gặp. Đó có lẽ cũng là một phần lý do số phận ưu ái nó, tôi đã từng nghĩ như thế. Nó thừa thông minh để hiểu tất cả mọi chuyện đang xảy ra, nhưng sẽ chọn cách đối xử nó cho là ổn nhất với những người nó yêu quý, ngay cả khi người chịu thiệt thòi lại chính là nó. Nó là đứa bạn hiếm hoi tôi có thể mở lòng tuyệt đối, không nghi ngại, không phân vân hay toan tính. Tôi có thể làm rất nhiều thứ chỉ để nó cảm thấy vui, bởi tôi biết nó cũng sẽ làm lại điều tương tự với mình, vì chúng tôi là bạn. Tình bạn kéo dài hơn một thập kỷ của Trấn Thành và Hoa hậu Thu Hoài. Cuối bài viết, nàng hậu còn tiết lộ giữa chốn thị phi showbiz, cô cảm ơn những người bạn đã bên cạnh đặc biệt. Kể đến Trấn Thành, cô bộc bạch: "Người ta vẫn bảo càng thành công càng dễ cô đơn, nhưng tôi thì tin nó là ngoại lệ. Với cách sống và chơi với bạn bè của nó sẽ không bao giờ cô đơn nổi. Luôn có rất nhiều người yêu quý nó, mong muốn những điều tốt đẹp tới cho nó một cách thật lòng, như cách tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến thành công của nó. Tuổi mới rực rỡ nhé, my friend." Ngay sau khi người đẹp chia sẻ dưới bài viết, Trấn Thành đã bình luận hài hước: "Hỏng lẽ khóc thì nó xến, love you honey, bạn thật sweet." Sau hơn 10 năm hoạt động miệt mài ở showbiz, ở tuổi 33, MC Trấn Thành có mọi thứ mà nhiều người mong ước, từ danh tiếng, sự nghiệp cho đến một gia đình hạnh phúc. Nam MC đã có số tiền cachet khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, bên cạnh đó là người đàn ông biết yêu thương, quan tâm đến vợ.